Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Như các bạn có thể thấy là hiện tại Gà đang có cái makeup khá là hoàn chỉnh trên mặt đúng không? Và các bạn có biết là Gà làm cái makeup này trong thời gian bao lâu không? Chưa tới 5 phút đâu. Đây là một cái makeup cực kỳ nhanh gọn lẹ để cho các bạn có thể áp dụng đi học nè, đi làm nè, đi chơi nè, đi đâu cũng được hết. Các bạn khi mà thức dậy với một ánh vẻ mặt bù xù gớm ghiếc thì các bạn chỉ cần 5 phút để biến đổi thành một khuôn mặt như thế này. Thì không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn đi. Đầu tiên là Gà sẽ đánh kem nền. Kem nền mà ngày hôm nay Gà sử dụng đó chính là Putra Healthy Mix Serum Foundation, Gel Foundation. Thì đây là một cái kem nền mà kiểu hồi xưa nó nổi cực và bây giờ nó vẫn nổi á. Và tới giờ thì Gà vẫn cảm thấy là nó vừa rẻ nè mà lại vừa lên tiệp da. Nói chung là các bạn sẽ thấy sau khi mà Gà đánh cái kem nền này lên á, cái mặt Gà nó khác liền đúng không? Thì như các bạn có thể thấy là khi mà Gà tán cái nền này lên xong á thì nhìn cái mặt Gà nó đã có sức sống hơn rất là nhiều đúng không? Các bạn đừng quên tán nền cả vùng cổ nữa nha. Thì như Gà nói thì cái kem nền này nè, nó rất là kiểu khô ráo, xong lúc lên da thì nó mướt á, nên Gà rất là thích. Mặc dù là trước đây thì Gà rất ít sử dụng kem nền, tại Gà thấy lúc nào lên da Gà nó cũng bị mốc. Tuy nhiên là cái kem nền này lên da thì Gà vẫn thấy nó rất là tươi mà rẻ nữa chứ. Một cái chai này nó có bao nhiêu, hình như có 100 mấy 200 mà ngoài ra thì nó còn kiểu sao ta, dùng từ gì để diễn tả, có 100 mấy 200 mà cái độ che phủ của nó như các bạn có thể thấy thì nó cũng không cao mấy đâu, nó sẽ không che được những cái vết thâm như bên này của Gà nè. Tuy nhiên là nếu mà da các bạn ít khuyết điểm á thì cái kem nền này Gà thấy nó vẫn cân bằng màu da và làm mọi thứ trở nên tốt hơn rất là nhiều. Bây giờ tiếp theo là Gà sẽ sử dụng concealer. Hôm nay Gà sử dụng concealer của The Sim. Cây này là cây The Sim Tip Concealer, vô cùng nổi tiếng trong suốt một khoảng thời gian rất dài vừa rồi. Và bây giờ Gà vẫn xài cây này, rẻ kinh khủng, mấy chục ngàn, xài lâu quá là lâu. Gà tiếp tục dùng cái miếng Mood Real Technique này để tán ra nha. Thì Gà cảm thấy là cái miếng này nè, lúc mà tán từ kem nền cho tới kem che khuyết điểm thì nó đều tán rất là đẹp á, kỳ đẹp luôn. Và Gà sẽ thích dùng mút lúc mà nó khô hơn là nó ướt, tại vì da Gà căn bản là nó cũng đã dầu sẵn á, nên Gà cảm thấy là nếu mà làm ướt miếng mút nữa thì nó sẽ làm cho lớp nền của mình bị ẩm quá. Với lại là cái kem này nè căn bản thì nó cũng đã ẩm rồi, nên Gà cảm thấy là dùng khô sẽ tốt hơn. Ok, bình thường hàng ngày á thì như các bạn có thể thấy là bởi vì Gà đã điêu khắc chân mày rồi mà Gà còn để mái nữa, nên bình thường hàng ngày Gà sẽ không kẻ chân mày luôn, mà Gà sẽ dùng tay lau bớt cái phần phấn mà dính lên chân mày đi như vậy nè. Sau đó thì các bạn có thấy không, các bạn có cảm nhận được không, sau khi mình che máy đi thì cái sự mà không có chân mày của mình có thể được tha thứ. Rồi tiếp theo là Gà sẽ sử dụng một cái bảng mắt. Thì đây là bảng mắt hôm bữa Gà cũng đã review rồi, đây là bảng mắt của Tutu, bảng mắt nội địa Trung. Thì nói chung là dạo này Gà chủ yếu là dùng cái bảng mắt này chứ cũng không dùng mấy cái bảng mắt đắt tiền nhiều nữa, tại vì Gà muốn để dành những bảng mắt đắt tiền để sử dụng cho những dịp quan trọng hơn. Còn trong những cái dịp hàng ngày thì những bảng như thế này là hoàn toàn đủ. Hôm bữa Gà cũng đã nói qua về cái cách mà Gà đánh mắt hàng ngày rồi đúng không, thì Gà sẽ dùng một cái màu nó hơi nâu nâu để Gà đánh toàn bộ bóng mắt nè. Đây, Gà sẽ dùng cái màu này nè các bạn. Đó, để đánh toàn bộ vòng mắt. Nhẹ nhàng thôi ha. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp một cái màu mà nó đậm hơn một chút xíu. Thì hôm nay Gà sẽ sử dụng màu này nè, để Gà nhấn ở cái phần đuôi mắt. Các bạn lưu ý là khi mà mình lấy phấn xong á, mình nên hất cái phần phấn mà gọi là thừa ra để cho nó đỡ bị fall out lên mặt. Đặc biệt là với những cái bạn mà thường xuyên đánh mắt theo cái kiểu, ý là thường xuyên trang điểm theo cái kiểu mà đánh nền xong mới đánh mắt như Gà. Thì chỉ cần hai màu vậy thôi. Sau đó Gà sẽ dùng tiếp một cái màu nhũ, đó chính là cái màu nhũ này đi, để Gà đi lên cái phần mà phần bầu mắt đó. Đó, các bạn có thấy không, đơn giản nhưng mà rất là xinh, nhìn rất là trendy. Rồi ok, tiếp theo là đây là một cái sản phẩm mới mà ngày hôm nay thì Gà mới có cơ hội sử dụng lần đầu tiên. Đây là em Whole Life Fruit Juice Blusher. Thì đây là kem má của Whole Life. Thì đây là lần đầu tiên mà Gà sử dụng cái em này luôn á. Và màu hôm nay Gà chọn là màu 405. Nhìn thì có vẻ như nó là một cái màu hơi cam cam, hơi đất đất á. Thì Gà cảm thấy là đây sẽ là một cái màu mà Gà rất là thích hợp để Gà dùng hàng ngày. Xinh tên thì nhìn nó như một cái chai sơn móng tay vậy đúng không? Tuy nhìn nó có vẻ giống như một cái chai sơn móng tay như vậy, nhưng mà thật ra thì nó là phấn má đó. Và các bạn có thấy điều như vậy thì nó rất là dễ thương không? Về cái mùi của sản phẩm, nó có mùi hơi trái cây một tẹo. Tuy nhiên là cái mùi này nó cũng không phải là mùi favorite của Gà. Thôi trái cây một chút xíu, nói chung mà không có gì đặc biệt hết. Có vẻ đây là một cái màu kem hơn so với những gì lúc nãy Gà suy đoán. Các bạn dùng ngón tay tán nó ra. Bên này thì có vẻ đậm hơn bên này một xíu đúng không? Gà sẽ lấy thêm một ít ở bên này. Thì lúc mà Gà đánh lên nó thì cảm giác của Gà là gần mới đầu Gà nghĩ là chất nó sẽ đặc giống son, nên Gà nghĩ là sẽ khó tán. Tuy nhiên là cái chất của nó lỏng, lỏng kinh khủng. Và các bạn lúc các bạn có thể thấy là các bạn tan ra như Gà á, thì màu nó cũng blend in vào da luôn, chứ nó không có bị cái tình trạng là nó một cục á. Này, các bạn cứ vỗ vỗ vậy thôi. Và cái màu cam này rất là dễ thương.
Đây là màu cam cực kỳ nhẹ nhàng luôn, rất là thích hợp cho các bạn mà kiểu học sinh sinh viên á. Nói chung là rất là thích kem này. Và lúc mà gà rờ lên da thì cảm giác của nó cũng rất là ráo, chứ nó không có bị cảm giác mà kiểu dính dính hay bết bết gì hết á. Thật sự là cái màu này nó rất là hợp với lại là kiểu make up hàng ngày của gà luôn. Đó. Và bây giờ các bạn có thể thấy là gà trang điểm rất là nhanh đúng không? Bây giờ tới sản phẩm cuối cùng này nè, đó chính là son môi. Thì son môi hôm nay gà sử dụng đó là màu Black Rouge A06. Thì cái màu A06 này nó là một cái màu hơi cam cháy, tuy nhiên là nó có pha một xíu nâu ở trong đấy. Đây là một cái màu rất là trendy. Và gà hứa với các bạn luôn mà khi mà đánh lên á thì nhìn nó sẽ rất là fit với lại là cái màu má. Tại vì nó đều có một cái tông kem nhẹ nhẹ hết. Và chất son của Black Rouge thì các bạn biết rồi đúng không? Rất là mềm. Mặc dù là môi của gà máy này thì nó cũng hơi bị kiểu bong chóc á. Đó. Mùi son thì rất là thơm và như bình thường thì chất son của Black Rouge chưa bao giờ làm gà thất vọng. Như vậy đã xong rồi, chị các bạn có thấy là nãy giờ nếu mà gà không vừa make up vừa review á thì gà có lẽ là làm cái make up lúc này trong vòng chưa tới 5 phút đâu. Tuy nhiên là vừa make up vừa nói thì nó sẽ lâu hơn chút xíu. Và các bạn như các bạn có thể thấy thì đây là một cái make up look nhìn nó rất là đơn giản, nó cực kỳ đơn giản luôn. Tuy nhiên là nó lại mang lại cho tụi mình một cái cảm giác rất là kiểu tươi mới á, đúng không? Đây gà đang đưa các bạn ra ánh sáng tự nhiên để các bạn có thể nhìn rõ hơn á. Cái phấn má nó lên rất là dễ thương, các bạn có thấy không? Có thể là dưới ánh sáng đèn các bạn thấy nó hơi bị kiểu nhạt một chút, tuy nhiên là ra ánh sáng và kiểu tự nhiên á thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ xinh luôn. Đây. Đó, dưới ánh sáng tự nhiên nè. Nhìn cái màu dễ thương vậy á, ẩn dễ thương lắm. Và môi cũng dễ thương, mắt cũng dễ thương. Nói chung là đồ rẻ mà chất lượng. Và link của những sản phẩm mà gà sử dụng trong video ngày hôm nay gà sẽ để dưới description box nha. Các bạn hãy click vào để được dẫn tới chat box của First Day. Sau đó thì các bạn có thể mua hàng với brand chính hãng. Blablabla. Hy vọng các bạn thích video. Nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe First Day nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.